tiếp tục dọn kho các nhá. Đây về đây. Hui được xem là 1 2 3 4 5 6 con. 6 con loa Sony. Những dòng này nó hơi bị bung màng các bạn. Đây này. Gần này. Đấy. Rồi. 6 con. À con này bát 25. Một chiều hay là một chiều mà nó tầm 23 25 rồi đấy. À 6 con Sony này. À, để cho bác 1 2 3 4 5 6. Để cho bác 1,5 triệu 6 con Sony nhá. Tổng hợp tất 6 con này đi. Gọi là bán xác thanh lý cho các bác. Về bác những cái con này bác nào tép thì các bác không lo nhá. Cái tép nó hơi bị lõm này này thì không lo. Tép thì nó vẫn dùng bình thường. Nhưng cái màng này này, bác nào không muốn thay màng ấy, có nhiều con như những con này nhá. Màng nó chỉ hơi có vết nứt đầy tí này. Bác dùng cái băng dính hai mặt đấy. Băng dính hai mặt bác ép dán về phía sau, cái bác dùng vĩnh viễn luôn cho em nhá. Dùng vĩnh viễn luôn. Đó. Đây này, những con như này này gân nó bình thường này đúng không? Bác dùng cái băng dính hai mặt nhá. Nhớ là băng dính hai mặt. Dán về phía sau theo đây luôn. Dùng vĩnh viễn luôn. Đấy. Dọn nốt cho bác 6 con này, 1,5 triệu. 1,5 triệu 6 con. Bác nào nhu cầu liên hệ với em.